Mercedes-Benz GLS 480 Maybach 2023 là phiên bản xe siêu sang, giá rẻ chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam với giá bán hơn 8 tỷ đồng. Maybach GLS 480 2023 được trang bị trên mình, đầy đủ tất cả những tính năng sang trọng, xa xỉ bậc nhất trên chiếc xế hộp, hiện thời khẳng định, đẳng cấp và danh vọng. Và cũng chính vì vậy, những chiếc xe dòng Maybach là giá bán không phải dành cho nhiều khách hàng có thể mua được. Với phiên bản Mercedes-Benz Maybach GLS 480 2023 được tung ra thị trường với 6 màu ngoại thất cơ bản. Giá xe Maybach GLS 480 2023 lăn bánh ước tính bao gồm các loại khoản phí như là thuế trước bạ, phí đăng kiểm, phí biển số, phí bảo trì đường bộ, phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự giờ đây thì em sẽ cập nhật cho anh chị và các bạn một số khu vực như sau anh chị các bạn không nằm trong các khu vực trên đây có thể liên hệ theo số điện thoại trên màn hình để nhận được các thông tin chính xác nhất giá xe Mercedes-Benz Maybach GLS 480 2023 có giá limit là 8 tỷ 679 triệu giá đan bánh tạm tính tại thành phố hà nội là 9 tỷ 742 triệu giá lăn bánh tạm tính tại thành phố hồ chí minh là 9 tỷ 582 triệu giá lăn bánh tạm tính tại các tỉnh thành khác là 9 tỷ 552 triệu. Anh chị các bạn lưu ý giúp em giá lăn bánh của Mercedes-Benz Maybach GLS 480 2023 trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm giảm trừ khuyến mại tại đại lý. Cũng như có thể có thay đổi tùy theo trang bị cũng như là khu vực. Dưới đây thì em sẽ cập nhật cho anh chị và các bạn thông tin về chương trình khuyến mại hỗ trợ cho khách hàng trong tháng 5 năm 2023 giảm tiền mặt tặng phụ kiện trị giá lên tới 150 triệu đồng, tặng một năm bảo hiểm thân vỏ, một phút chơi nghỉ dưỡng hồ tràm 3 ngày 2 đêm trị giá 100 triệu đồng, cam kết chính sách giảm, uh, giá bán cũng như là khuyến mại là tốt nhất, tặng gói dán phim cách nhiệt chính hãng, tặng gói phủ nano bề mặt sơn cao cấp chính hãng, tặng một bộ thảm trải sàn Mercedes-Benz, năm bảo dưỡng miễn phí, tặng hộp quà của Mercedes-Benz. Hiện tại anh chị và các bạn đang có nhu cầu vay mua xe trả góp thì bên ngân hàng sẽ hỗ trợ cho anh chị và các bạn khoản vay từ 80 đến 85% kênh mua bán ô tô sẽ cập nhật cho anh chị và các bạn số tiền vay và số tiền cần thanh toán trước cho đại lý để nhận xe như sau. Với dòng xe Maybach GLS 480 2023 có giá liên biết là 8 tỷ 679 triệu, mức vay 85% tương đương số tiền anh chị vay là 6 tỷ 943 triệu. Bác cần thanh toán trước cho đại lý là 2 tỷ 261 triệu để có thể nhận xe. Để anh chị và các bạn rõ hơn về thông tin lãi suất cũng như là ưu đãi trong tháng thì các bác hãy liên hệ trực tiếp Honda trên màn hình để nhận được thông tin chính xác cụ thể rõ ràng để anh chị và các bạn có thể tham khảo. Dưới đây thì em sẽ cập nhật cho anh chị và các bạn sơ qua một số điểm ưu biệt nổi bật của Mercedes-Benz Maybach GLS 480 2023. Xe không có khác nhiều so với phiên bản người đàn anh là GLS 600. Phong cách ngoại thất mang đến sự sang trọng và mạnh mẽ. Hàng ghế ông chủ phía sau là không gian cao cấp tiện nghi với khả năng duỗi chân rộng cũng như là mang lại cảm giác thoải mái. Hàng ghế này còn được mang trang bị thêm hai cái màn hình giải trí riêng biệt gắn sau hàng ghế phía trước. Cùng với những chức năng như là hệ thống massage, sưởi ấm, làm mát ghế. Sự sang trọng và đẳng cấp những gì khách hàng có thể nhìn thấy bên trong chiếc xe của thương hiệu Maybach không ngoại trừ GLS 480 Maybach 2023 đi cùng đó là không gian bố trí hợp lý, rộng rãi, tạo sự thoải mái cho người sử dụng. Mercedes-Benz Maybach GLS 480 2023 sử dụng khối động cơ xăng là 3.0 lít, tăng áp với 6 xi lanh giúp cho công suất của chiếc xe có thể đạt tới là 367 mã lực, sức kéo lên tới 500 N. Đi cùng với đó thì xe có trang bị hộp số tự động là 9 cấp 9G Tronic, dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4 Nhìn chung, Mercedes-Benz Maybach GLS 480 2023 mang đầy đủ những tinh hoa của thương hiệu xe sang Đức, thiết kế tinh tế cũng như là sang trọng, không kém phần mạnh mẽ và hầm mố của một chiếc SUV cỡ chung, trang bị an toàn, tiện nghi hiện đại cũng như là cao cấp, khả năng vận hành mạnh mẽ êm ái. Và vừa rồi thì em đã cập nhật sơ qua cho anh chị và các bạn thông tin về chiếc Mercedes-Benz Maybach GLS 480 về những thông tin như là giá bán, giá lăn bánh, thông tin trả góp, chương trình khuyến mại. Để nhận được các thông tin chính xác cụ thể tại thời điểm anh chị và các bạn đang có nhu cầu mua xe, hãy liên hệ theo số điện thoại trên màn hình, em sẽ gửi thông tin cụ thể cho anh chị và các bạn. Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của kênh mua bán xe cũ.